Ukraine muốn Đức viện trợ thêm xe tăng. Lời kêu gọi này được Kiev đưa ra sau khi Nga tuyên bố phá hủy một xe tăng do Đức chế tạo trong đợt phản công ở vùng Donbass. RT dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrei Melnik trong cuộc phỏng vấn ngày 11 tháng 6 cho biết, Kiev cần thêm nhiều phương tiện chiến đấu bọc thép của Đức trong bối cảnh giao tranh ngày càng ác liệt. Yêu cầu này được ông Melnik đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức chế tạo. Nói với tờ Taspisro, ông Melnik cho biết Ukraine cần sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nhiều từ phương Tây so với hiện tại. Ông Melnik từng là đại sứ Ukraine tại Berlin sau đó bị cách chức vì một loạt phát ngôn gây tranh cãi, trong đó có những bình luận xúc phạm nhắm vào các chính trị gia Đức và từng gán cho Thủ tướng Olaf Scholz là kẻ nhất gan vì không đến thăm Kiev. Quân đội Ukraine đang rất cần thêm nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các loại thiết giáp khác của phương Tây. Mỗi chiếc Leopard 2 đều quý như vàng cho cuộc phản công quyết định, ông Melnick nói. Ông Melnick gợi ý rằng quân đội Đức có các kho xe tăng dự bị lớn hơn nhiều 18 chiếc Leopard 2 Berlin đã viện cho Ukraine. Theo ông này, con số ước tính lên đến 300 chiếc. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine lập luận rằng Berlin có thể tăng viện trợ xe tăng Leopard 2 cho Ukraine lên gấp 3 lần so với hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng phòng vệ của quân đội Đức. Theo ông Melnick, ngoài xe tăng, Berlin cũng có thể cung cấp cho Kiev 60 xe chiến đấu bộ binh Marder. Trước đó Đức đã gửi tới Ukraine 40 chiếc Marder và cam kết 20 chiếc khác trong tương lai. Bình luận của ông Melnik được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu xác nhận rằng Kiev đã bắt đầu cuộc phản công và quân đội Ukraine đang hứng chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky dường như đang cố gắng tránh đề cập tới vấn đề này và chỉ nói rằng các hành động phản công và phòng thủ đang diễn ra ở miền đông Ukraine. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy tổng cộng 7 xe tăng Leopard 2 của Đức trong một số cuộc đụng độ riêng lẻ, cùng với một số xe chiến đấu bộ binh và thiết giáp hạng nặng khác. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.